Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi vào nhà của em Pó. Ngày hôm nay thì em Dương vào đây để thứ nhất là cũng muốn trò chuyện với em Pó một chút về cái vấn đề là nhờ em đi trong mấy hôm nữa có vật liệu của nhà em Vân lên, thì em Dương cũng muốn là nhờ em Pó cùng với lại em Dính, mấy anh em hoàn cảnh trong đội tí Mẫn Giang Liên Tục đã đi hỗ trợ, có xe thì đi hỗ trợ nhà em Vân để mà vận chuyển vật liệu một chút, bởi vì cô bác cũng đã biết là em Vân là không có xe máy nên là em phải dùng cái quẩy tấu mà gùi bột đá từ cái chỗ khu đổ vật liệu cho đến về đến chỗ nền nhà của em ấy, rất là tội. Nên là thôi thì em Dương cũng muốn vào đây để mà trao đổi với các em xem các em có thời gian để mà đi hộ em Vân được hay không. Cũng rất là muốn là có thể là vẫn có thể liên hệ bằng điện thoại được, nhưng mà cái công việc này thì cũng mình cũng không bắt ép được ấy. Đây là mình đang nhờ, thì em Dương cũng muốn đến tận nhà để trao đổi với các em xem ý kiến của các em như thế nào ạ. Đây là khu nhà của em Pó đi. Đấy. Hiện tại thì giữa trưa trời nắng rất là nóng của bác nhé. Mùa này ở trên này nắng khô rất là khó chịu. Như này thì các cháu thì hay là bị ốm rất là nhiều. Em Pó vẫn đang nghỉ vẫn để cái giường đây. Pó đang làm gì em? Anh lên hả? Ôi. Em là sửa cái cửa này. Sửa cái cửa à? Dạ. Đâu anh xem mà. Anh vừa mới lên à? Anh vừa đến đây. Sửa xong chưa? Em vẫn chưa xong nữa. À đào cái chỗ này để cho cái mở cửa đóng được mở được đúng không? Vâng đúng rồi em. Đào như thế chắc được rồi mà. Vâng. Sao không mượn cái cuốc của nhà anh trai ấy, cào cuốc mấy phát để đây nữa là được rồi. Một tí em sẽ đi mượn bởi vì là em lấy cái này vẫn được. Cái này ván nếu mà có cây đóng thêm một cái tấm ở bên trong này nữa cho nó chắc thêm một tí nữa. Vâng, bởi vì là không có đinh, cây thì vẫn còn nhiều. Thật đinh hết rồi. Đinh hết rồi. Bên trên nhà Dính không còn à? Nhà Dính trước nghĩ đinh để làm nối thêm chuồng ấy, chắc vẫn còn dư mà đúng không? Em còn chưa đi hỏi em Dính. Thì hỏi em Dính xem. Để đóng thêm vào. Đây có cái bàn lề đóng đi đúng không? Vâng, chưa được một chuồng, mua được chuồng cho bỏ em. Em chưa, bởi vì là anh trai vẫn còn mấy cãi thì em xin cái của anh trai, nhưng mà em vẫn còn đi làm chưa dịch thì tí hay là như nào em mua. Thế thì mượn của anh trai. Vâng. Lấy về treo cho bò đi. Vâng. Đâu con bê con đâu rồi? Đi ở xuống dưới rồi hay sao? Đi xuống dưới à? Vâng. À, mấy hôm nay vẫn buộc ở đây à? Vâng đúng ạ. Chịu khó cho nước vào như em nhé. Vâng vâng. Vâng. Thế lên 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 nhà để mà ngồi uống nước anh ạ. Được. Rồi người bẩn hết rồi. Vâng, em bẩn hết rồi. Tới trưa này không nghỉ à? Em không được. Tí em vẫn còn đi cắt cỏ nữa. Đi cắt cỏ nữa. Lấy cái túi quần áo gì ở trên xe đi đi đâu ấy? Cái này á, cái này thì em định lấy vừa nãy vừa mới lạc rằng ở trong cái phòng của anh trai sống này. À. Lấy về đến đây để cho. À cái này vừa mới giặt xong rồi mang đi phơi à? Sẽ lại giặt ở chỗ nhà anh trai? Vâng, phòng anh trai có tủ giặt quần áo. À. Vâng. Giặt máy gì? Vâng. Ừ, thế đỡ nhỉ. Vâng. Vẫn chưa dọn được cái giường à? Em chưa, em chưa được cái chuồng chuồng nhã đúng không? Vâng vâng. Đây buộc tai vây như thế này thì phơi quần áo ở đây cũng tiện này này. Vâng. Đúng không? Giống như nhà em Dính ấy thì anh cũng bảo với nhau lần rồi. Làm thêm một cái xà ở bên ngoài để trong phơi nó ấy hơn. Bây giờ cái chỗ như kiểu mình trước cô bác cũng hỗ trợ có mua móc cho mình ấy. Vâng, vâng. Thì lấy móc thì treo. Vợ con lại đi đâu rồi? Vợ con vừa nãy ở trong chị dâu giặt quần áo này. À, nhà chị đâu đây này. Ở đây thì có em Pó đang cúi xuống hiu để mà đào cái chỗ chân cái cửa cái chuồng ấy, người bẩn hết. Vâng. Hôm qua thì hôm qua đi chợ Đình không? Em có nhưng mà nóng quá em đi mười mấy phút rồi em quay lại. Nóng quá nhỉ? Ngày hôm qua trời nắng to lắm. Hôm qua anh đấy đấy cả ngày mà. À thế thôi. Anh đi quay ở bên đấy để mà chồng nhận đến cái cô bác được biết này. À, khán giả chưa có những người chưa đến đây thì là đến cô bác cũng biết hôm nay đến cái lễ hội chợ tình này. Có biết em Dính ở nhà không em? Em Dính chắc ở thế anh ngồi đợi em chút em nước rồi em anh nhờ anh tí em đi hộ anh gọi em Dính xuống đây anh nói chuyện với em Dính. Thế vâng vâng. Để em Dương cũng rất là muốn là vẫn muốn là lát nữa vẫn sẽ lên nhà của em Dính, nhưng mà cái chợ này thì hiện tại cũng đang tiện để đang ở chỗ nhà em Pó thì trao đổi với cả hai em luôn thì đỡ phải mất cái thời gian, bởi vì hai nhà em Dính cũng ở ngay đây thôi,
thì em Pó đi gọi một lúc thì cũng được rồi. Hôm trước thì cũng vì cô bác cũng biết là cái con bò của nhà em dính thì để thêm được một con bê, cũng được mấy hôm rồi em Dương cũng chưa đến, không biết là con bò hiện tại nó đã bị khỏe chưa, lát nữa em Dương cũng sẽ lên đấy để mà cập nhật thông tin đến quý cô bác được biết ạ. Em Dính ngồi đi. Dính là sáng đi đâu? Về kiếm mới gì? Nhau chơi. Nhà thế à? Sao mà mặc áo ngắn túi nè? Chẳng nào cho nuôi chứ nhỉ? Má đi sợ. Nay anh vào đây thì cũng muốn trao đổi một chút việc với lại hai anh em một tí. Vì là em Pó với lại em Dính thì hai em cũng biết là chỗ em Vần ấy thì không có xe máy. Đấy, cảm ơn. Được em vào. Không có xe máy ấy. À, bây giờ thì được cô bác Mạnh Thường Quân cũng yêu thương hỗ trợ cho em đấy, thì hiện tại số tiền có để mà làm nhà của em đấy thì cũng được để một quán nữa rồi, thì anh đang nhập vật liệu lấy vật liệu về để tiến hành, là thế mà mấy nữa được cô bác gửi thêm thì là có tiền làm nhà, hỗ trợ cho em làm nhà ấy, thì sẽ bắt đầu thuê thợ để mà làm cho em đấy. Thì là trong cái thời gian này thì em đấy cũng đang vận chuyển một ít vật liệu, thì tạm thời cái chỗ đấy là ít thôi. Tức là cái chỗ đấy thì anh lấy cái trước anh nhập lấy vật liệu của nhà anh Chứ lên ấy, thì anh chủ động anh lấy thừa lên, để mà nếu mà chỗ nhà anh Chứ biết đâu là thiếu thì lấy cái là khó chỗ đường nhà anh Chứ, thì em cũng biết rồi, lấy vật liệu nó khó lắm. Vâng. Thì anh chủ động lấy thừa lên một chút, nếu mà thừa thì mình sẽ lấy sang nhà em Vần. Dạ. Thì cái chỗ đấy là nhà Vần, nhà anh Chứ thừa thì anh lấy sang bên nhà Vần luôn. Mà bây giờ thì cái chỗ đấy thì bây hiện tại ít thì anh cũng không bảo các em, nhưng mà bây giờ mấy hôm nữa anh cũng gọi vật liệu nó cũng chuẩn bị lên rồi ấy, thì đến hôm đấy thì anh cũng muốn xem hỏi xem các em là lúc đấy các em có thể lên giúp em Vần những người một buổi thì là dạ. Một, lúc có được không, bởi vì dạ, cái này không vấn đề đâu anh ạ, bởi vì là lúc lấy về cho anh Chứ em cũng không biết gì thôi, biết thì em vẫn lên chân đấy để mà giúp anh Chứ chở máy chuyến nữa, nhưng mà anh cũng không biết lúc em biết, nhưng mà anh Chứ còn lắm xong rồi, ví dụ như là anh bây giờ anh về nói thế thì em không có vấn đề gì, em được lên giúp em Vần và cả em cái khi nào có lạt cho em cái hay là em Vần thì em lúc trước kia em lấy quần áo cho hai em ấy, em cũng đã dặn dò cho hai em ấy bảo là lúc nào làm ấy thì sẽ nhờ đấy em nữa. Vâng. Đấy còn em Dính nữa thì không biết ý của em như thế nào. Hay gì là thì em là của giám trên những yêu tao trên chỉ muốn chơi là ở bộ cảm ý một ba ra là của là toàn là cái này không vấn đề đâu anh ạ. Vâng. Bởi vì là thế này này thì anh biết là cái chỗ hoàn cảnh của mọi người thì ai cũng giống ai, còn là bây giờ các em thì cũng được các Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ cho trước, thì là bây giờ mình cũng có nhà có cửa có cả xe máy vật nuôi cái thứ, bây giờ mình cũng dần ổn định cuộc sống gia đình rồi. Vâng, đúng ạ. Đấy, còn mỗi em Vần ấy thì hiện tại em đấy thì là xe không có. Hôm nọ rất là tội như thế này, anh đang trên đường đi và đi xem cái chỗ vật liệu đấy thì là tình cờ gặp em Vần, em đấy đang dùng cái quyền tấu để mà điệu cái bột đá. Dạ, mà tới trời 12 giờ đến 12 giờ trưa. Vâng. Bởi vì là em đấy ở nhờ trên đấy cũng nhờ không được người ấy. Vâng, bởi vì là khói lắm, bởi vì là người ta không muốn giúp đâu, bởi vì mình nghèo, mình không có cái gì tốt cho người ta ấy, thì người ta không muốn giúp, bởi vì là ví dụ như nhờ thì nhờ, ví dụ như nhờ em Dính, em chẳng hạn và em cái và anh Chứ đúng rồi thì mới giúp được, nhưng mà nhờ bà con thì không giúp được nhiều đâu anh ạ. Đấy. Vâng. Thì hôm đấy có mỗi anh Chứ giúp thôi, thì vâng, là em cũng sợ để lâu thì có người ta lại trộm đi ấy. Vâng. Nên này này, hôm đấy anh còn quay phim lại cái của nhà em Vân ấy. Thế thế nhà em Vân vẫn làm nhà xây à, không phải nhà gỗ à? Ừ, chắc là khả năng vẫn là nhà xây rồi. Thế vẫn tốt à. Thế khi nào đến thì anh gọi điện cho em thì em lên giúp em Vân làm 1-2 ngày, không có vấn đề gì hết. Vâng, vâng. Còn đến lúc đấy thì xăng các thứ thì anh sẽ trích cái tiền nhà của nhà em Vân ra để hỗ trợ anh em. Được mà. Cái xe cũng phải là của Mạch Thường Quân gửi đến. Mạch cũng không có cái gì. Bây giờ thì mình có cái gì nhờ được, nhờ đến mình thì mình không vấn đề, không nói cái gì luôn ạ. Bởi vì cái này ấy thì là anh cũng không phải là bắt buộc em. Vâng, đúng đấy. Là đây cái này là anh gọi là
Là nhờ của anh thôi. Vâng, đúng là rồi. Xem có em rảnh hay không? Rảnh thì em phải em đi giúp em Vân. Vâng. Chứ vậy anh cũng không ép em cái gì cả. Dạ dạ, đúng rồi. Anh thấy tội cho em Vân quá. Anh thì thời gian này thì anh cái cũng bận việc gia đình thì không đi được, có mỗi một mình anh đi thôi. À. Có nhiều chỗ khác lúc thì anh đến được đồng lúc xong anh lại phải đi chỗ khác rồi. À, đúng rồi. Anh cũng không hộ được. Cái nguồn năng lực của anh em mà thân dân tộc nó cũng hạn hẹp đây. Vâng. Đấy, bên cầu vai cũng đang làm một cái nữa. Vâng. Khó lắm. Phải... con đường cũng rất là xa và chạy vật liệu cho nhà em Vân thì cũng rất là khó. Thật đấy. Chị Ba phải thật thưa. Khi nào mới đến nhỉ? Đang hôm qua chợ tình này thì cũng hôm nay cũng đang là chợ của ngày 27 thôi chứ vâng. Ngày mai ngày kia. Nhưng mà đến lúc nào thì anh gọi vâng. Sau. Vâng, anh báo cho em thì em lên mà em không vấn đề gì hết ạ. Vâng. Nhá dính nhá. Bây giờ mình nhà cửa mình có rồi, vật nuôi cũng có rồi, biết là cũng ai cũng có việc bận của mình thôi thì anh đấy là cũng chỉ là nói để các em xem là nhờ các em xem các em đi được không, anh cũng không bắt ép các em làm gì cả. Thế như đến hôm đấy mà các em mà bận việc thì anh cũng không trách cái gì các em đâu. Vâng đúng ạ. Nhá. Vâng. Ừ. Thế nên thì có mua nhiều ba nhiều chê nhiều mua nhiều hao lử thì hãy như thế là tiền nên một ba tò mà nên mùng giờ chỉ ba chỉ tò mà thì nhớ tận nên thế u chỉ kí u chỉ rủ nên mùng tem chê của ba của mình gì đấy sau là tiền xăng thì anh sẽ trích cái tiền ở thì nhà của em vật ra để hỗ trợ các em ra ra đấy và bên mà trừ có như là để u chê thì trong là ba nên như cho. Ừ. Bởi vì là cái chỗ từ cái chỗ đổ vật liệu của nhà em Vân đấy sang đến chỗ nền nhà của em đấy nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 cây số. Vâng, nhưng mà cái đoạn đấy nó không rắc thì tốt hơn. Nhưng mà ví dụ như đoạn là mình chở từ dưới lên thì chở được ít. Ví dụ như chở từ nhà em Vân thì chở được nhiều hơn 2 bao, 3 bao thì này. Được. Vâng. Nhưng mà cái chỗ kia nó lại khó ở cái chỗ là nó cái cua nó hơi gấp. Ừ đúng đấy. Cua dạng cái cua khỉu tay này. Vâng, lại còn đi xuống dốc nữa. Chắc là phải sửa hay là như nào này. Cái chỗ kia không biết sửa nữa rồi. Không biết sửa nữa rồi. Vâng. Thì tay lái cũng phải cừ một tí thì mới đúng đi 2-3 được. Dạ dạ. Nhưng mà cũng chịu khó thôi. Bây giờ mình đi làm chỗ khác thì cũng không đi làm đâu rồi. Dạ đúng đấy. Đấy. Vâng. Mà nó nhà của em Vân thì khó càng thêm khó. Nó không phải giống như ngày trước nhà của các em ở đây. Các em thì là nhà ở này. Vật liệu người ta hộ hạ ngay đường lớn bên kia thì nó rẻ hơn. Giá nó sẽ rẻ hơn nhiều. Nhà em Vân trên đấy chắc là chợ bên đấy ở trên đấy chắc một khối rơi khoảng 700-800 hay là như thế nào nhỉ? Anh thương lượng về thì được 650 một khối. À. Hoặc là nhưng mà xi măng thì vẫn là 85.000 một bao. Thế cơ. Đấy nó rất là đắt. Nó không phải giống như nhà em thì cái tiền chi phí của nhà là nhà em Vân kiểu gì cũng là cao hơn nhà các em. Đấy. Thế là sau khi mà làm nhà xong thì chắc là không biết là còn dư đường nào để làm không vấn đề gì làm đường nhà cho mình thì tốt lắm rồi. Rất là may mắn là cái chỗ vật nuôi của nhà em Vân ấy thì ngày trước được cô bác cũng đã hỗ trợ để mua cho em đấy được một con bò rồi. Được một con trước rồi. Có sẵn một con rồi nên là cũng đến lúc đấy nếu mà không được đủ tiền nữa thì vẫn còn có con vật nuôi chuồng trại thì vẫn có thể là để tạm ở chỗ nhà em cấy cũng được. Vì em cấy nhà có ai ra mà bên em đấy chỉ để dê thôi. Còn bên kia là đang để trống. Vâng. Thì cũng anh đang nhờ bên anh Chứ và anh Chứ hộ đi xẻ thêm ván để mà bán giải đấy. Thì bây giờ chỗ em cấy với lại em Vân thì hai em này cũng còn rất là trẻ nên là không nhiều cái không biết thì cũng phải đúng có đấy. Một người đứng ra để hỗ trợ thì làm gọi là đầu tàu. Vâng. Nên là nó khó ở cái chỗ đấy. Vâng. Đấy thì anh nói với em như thế xong là tối về lát nữa hai anh em xong là cứ nói chuyện với vợ đi nhá. Dạ không sao đâu. Phải dính đi nhá. Thì nói chuyện với vợ xem biết đâu vợ lại bảo là không muốn cho đi hay như nào. Dạ cái này không vấn đề đâu anh ạ. Cột bác đã giúp đỡ cho mình căn nhà rồi thì cái này giúp hai em cũng làm hoàn cảnh như mình thì vợ con nó gì hết. Được như thế thì tốt rồi. Vâng. Đến hôm đấy thì anh sẽ gọi và cũng sẽ hy vọng là từ giờ đến cái lúc đấy thì trời không mưa để mà có đường xe ô tô đi lên trên đấy được. Chắc là đổ trong cái phần bồ đá mà lát lán nhà anh Chứ hay là đổ chỗ nào nhỉ? Cũng chỉ đổ đấy thôi bởi vì qua vào trong bên trong đấy thì cái chỗ khe suối ấy. Dạ. Ở cái chỗ bể nước cái gì đó hẹp quá không đi vào được với vâng. Cả nếu mà đi vào sâu một tí nữa thì lại vào trong đấy lại không có chỗ để quay xe. Vâng. Đấy thì lùi thì người ta cũng không lùi được hơn nữa. Thường đi vào càng ngày càng khó thì nó đúng ạ. Tay lái người ta cũng không thể xử lý được. Dạ dạ. Đấy.
Thế Dính con bê con đi ăn chưa? Túi miền như là mua tàu hành gì đó. Mua hành thêm à? À, ăn được tia, ăn được sữa không? Nó bảo tàu miền. Nó bảo tàu miền. À, ăn được thì tốt rồi, thế lên đi khỏe là rồi, tốt rồi. À, thế thì bây giờ anh em mình lên chơi nhà em xem con bò tí nhỉ? À, đi. Bây giờ em Dương cũng chắc đi lên chỗ nhà em Dính đi xem con bò bê của em một chút, bởi vì là hôm trước em Dương đến thì lúc đấy con bê vừa mới đẻ xong ấy, cũng còn đi là yếu. Hiện tại xem là nó khỏe hơn chưa. Ôi trời ơi, đầu tí Dính của tôi. Mấy cái tương ván này hôm nay nhắc nhớ thế mà vẫn chưa làm được. Bảo làm thế, xào ở đây cũng không làm. Còn áo đi phơi ở đâu hả Dính? Nhà cửa xong bụng kia hả Dính? Hứ? Thì kia rồi. Hả? Đây này. Các bạn ghế các thứ không chịu lau đi này này. Dính ơi, sao nhà cửa các thứ cũng không chịu lau đi như này? Đây thì mà đã bắt rồi này. Bây giờ mình nhà của mình phải tự biết chăm sóc chứ. Bây giờ bọn anh còn hay vào đây thì của anh còn nhắc thì mai bọn anh không vào nữa thì em ở nhà em ở vẫn cứ kệ để như thế à? Nên đi pea thì tôi pea thì lo pea thì hay giờ thì thật cái pea thì lo mình nên nho như thế rồi. Cho con chờ tiền và từ pho chế hết đi đây này. Quần áo để trong chậu thì còn được, bây giờ em để cái này làm sao để gọn một tí chứ. Cho chị cho đi cho một trà phụ dùng kia gì mà ở đây trong cái nền nhà này bây giờ nếu mà mình chát mà vẫn còn nhiều si quá thì lấy nước về này, lấy nước về dội qua một lần thì nó sạch mà. Cứ để là chờ cái dầu một tí xà phun rồi mà đây dầu đây dầu cái dầu này đấy, lấy nước về dội qua một lần thì nó sẽ sạch mà. Chịu khó nhà cửa mình tự biết làm lo cho nhà cửa mình tự đây này. Em nhìn cái bếp của nhà em đi lấy cái này ra ngoài đi. Nếu thương thì mình sửa công một chế đi. À cái này này. Không thì em lấy cái này để đựng nước này. Sau lấy cái thùng này đựng gạo này. Nhưng mà cái chỗ kia đựng nước thì lại hơi cao nhỉ. Cái này đựng nước cũng được nhưng mà lấy cái kia để ra ngoài đi cho nó đỡ vướng. Chú lúc đi cho chị tỏ chào chung phục phun được đam gì mà cho chị nhé đi. Tức chỉ dùng quá chị. Đây để bên ngoài này đây thầy. Để ngoài đây thoải mái còn gì nữa. Đâu con bê con đâu rồi? Chúng ở như thế. Ủa? Cho cái thường này tí con kia. Không cho con kia rõ mà. Bây giờ cho tạm vào đấy trong một mấy hôm xong là chịu khó nhờ anh trai của Pó vẫn chưa về hả Pó? Vẫn chưa. Tao tìm ván xong là bưng cái chỗ này đi để mà làm cái chuồng cho con này ở đi. Cho con này ra ngoài đi, không con kia nó dẫm con bê con bê em bảo thấy nó hẹp chưa? Này nó rất đi tí nhanh đi, ao chuột tụi mình như này. Tụi tấn nó cho đi. Chứ tụi mình là chỉ có vươn này. Sao nó hẹp vậy? Nhưng mà nó hẹp. Phải biết tự chăm của mình nữa chứ. Sao là lúc nào cũng phải chờ bọn anh vào để mà nói mới được. Như Postal dù cho thế mà. Ra anh bảo này. Đó là chịu khó kiếm. Anh nói trước anh nói một lần rồi. Bây giờ chịu khó kiếm cái ván vải đây. Xong là bưng cái chuồng này đi. Để còn lấy con bò này mà nó có con bê nhỏ, nhỏ ấy. Để cho nó ra đây nó thoải mái hơn. Nó rộng rãi. Một khi cho tàu là bùa cho đi tàu chưa thu nghiền đi lọt sát đi nên mà đang này trong đường thì mình tàu chó hơn đấy. Thế trước mình đi xin ở đâu xong nếu mà kiếm được thì kiếm lấy về để làm một cái mở chuồng ra đây để cho con bò nó ăn ở. Không bây giờ con kia nó đẻ con bê ra thì để trong đấy nó hẹp quá, nó toàn ngủ ở chỗ phân kia kìa. Lo chỉ tàu ấy không bê nữa là sinh bệnh ra lại chết đi lại phí nhá. Thế cả con dê nữa chịu khó chăm vào. Rồi cái chỗ này này bây giờ con bò không để đây nữa thì dọn sạch cái chỗ này đi. Còn một hôm mình gì rồi cả hai vợ chồng cả và cả vợ nữa chịu khó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào rồi làm cái chỗ cái xào kia để phơi quần áo cho nó gọn gàng và không có treo lủng lẳng nhìn không rất là mất thẩm mỹ nhá. Ủa luôn tàu u hai mà u đi. Chị hay mình chỉ dùng lắm nhá. Thế cái gì anh bảo làm thì làm đi, bây giờ mình không
Nếu mà mình không biết thì anh bảo rồi thì biết đường mà làm. Thế con gà đi đâu rồi? Chưa lấy về à? Cho khách này. Tại mùa hả? Tại mùa à? Đi ra ngoài hết rồi à? Nhưng mà có sợ bị ăn ngô không? Thầy muốn nó có cười chè. Có. Chính thái là được chín nọ. Mình bỏ được đi. Có con nào để trứng chưa? Mua từ từ. Cho kè gì đâu? Cho kè không? Ừ. Cho kè. Ừ. Giờ nó đó. À, chưa à? Ừ nhá, đó chịu khó làm đi, xong là anh em bảo xong. Em có chịu khó ở chỗ em dính ấy thì lên cái nào em biết thì bảo em dính hoặc anh vậy. Vâng. Bao giờ cái chỗ nước này hết thì bảo anh. Vâng. Còn cho cái phân tét cái còn nhiều quá. Vâng. Không sửa được chỗ kia. Vâng. Tiện em Dương cũng lên đây xem con bò của em dính. Với cả con chó hai vợ chồng em một chút, bởi vì là em dính với lại hai vợ chồng không biết như thế nào thì nhà cửa thì cũng không dọn dẹp, không được gọn gàng lắm ấy, thì đôi lúc nói nhiều thì cũng sợ là giận dỗi, mà không nói thì nhà cửa lại đổ bộ quá. Nên là đây cũng bác cái bàn, bộ bàn ghế này mua đẹp như thế mà hai vợ chồng không chịu khó lau đi rồi để bụi bặm bám như này. Anh bảo là cái chỗ nhà này ngày trước là mình các anh thợ với các anh đấy chát nhà thì cái nước cái bột ấy nó rơi xuống đây, nó có cả xi ấy. Thì mình quét đi thôi, nếu nó không sạch được thì mình sẽ em đi lấy nước về để mà dội qua cho cái xi nó ra đi ấy, thì mới sạch được nhá. Cái công là nó bị bẩn lắm, bụi này nhiều này. Còn cái đây là cho mình. Còn là em dùng cái bị bỏ. Em bây giờ em lấy nước dội cái chỗ nền nhà của mình đi sạch sẽ, nó không còn bị bám cái bụi này nữa thì lúc mình đi lại thì nó sẽ không bụi, nó không bị bay lên, nó mới bám ở cái chỗ bàn mình như này, nó sẽ sạch hơn. Nhá. Cho nên mình hôn mà mình dùng cái mù lòn để cho nhà xì mông lên tiếp thì ra à? Ừ. Thế chỉ còn này. Đấy. Bây giờ cái bộ bàn ghế này cô bác nó hỗ trợ mình mua cho mình được đẹp như thế, mình không biết giữ thì nó cô bác cũng thấy tiếc cái chỗ tiền mà mình đã hỗ trợ cho em. Hiểu chưa? Đấy, mình cô bác đã thương mình, hỗ trợ cho mình cả con vật nuôi, cái nhà rồi thì mình biết nâng niu những cái cô bác này cho mình. Lời cho phong là bà pa chữ nhi là pha tờ dù dù á chỉ dù bao là bao chia thế bao sùa bả dù cứ chê gì đấy. Không phải là cô bác lấy cho mình, cho mình là để cho mình làm như thế là không biết trân trọng như thế là không được đâu. Đấy, nhà cửa của mình thì mình cũng chịu khó. Cuộc sống mình bây giờ không phải là cô bác cũng làm đi theo chân của mình mãi được, kể cả như bọn anh cũng thế thôi. Làm nhà cửa cho các em rồi là mua vật nuôi cho các em các thứ rồi xong hết là anh cũng còn nhiều hoàn cảnh khác, không phải lúc nào anh cũng vào đây được để mà nhắc các em. Dạ đúng đấy. Đúng. Nhà phê cho là chỉ là thảo từ là biết là còn là ni là thấy này này bao xuống này buồn này rất buồn. Ừ. Đấy, là tự biết mà làm. Chiếc xe đâu rồi? Chiếc xe này đúng xe giờ thì chăm bây giờ gì nữa à? Bố vợ mượn à? Bố vợ mượn đi làm cái gì đấy? Không kim cái gì chắc mùa tổ chức muốn hợp lý. Ừ. Thấy hôm qua đi chợ tỉnh không? Đã mong một có khi chưa muốn. Đã mong chưa muốn. Không đi à? Ta làm mặc cái quần như này. Em bố này hết còn mặt rồi à? Hả? Chưa. Thế sao lại mặc cái này? Đấy. Thì anh nói thế thôi, không phải anh nói nhiều thì lại ấy. Cảm thấy cái tấm ván hôm nọ kia thì cũng mang đi dọn đi nhá. À. Ừ. Đây em Dương thì hôm nay đến đây thật sự là nói ấy, em dính cũng khá là nhiều ấy, nên là cũng là mong các bác hết sức thông cảm vì bởi vì là lúc em dính hai vợ chồng trẻ cũng chưa biết tự cho làm chăm lo cho cuộc sống của mình ấy. Em Dương còn có chút công việc bận nữa, có lẽ em Dương cũng xin phép là được dừng video tại đây. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo.